Chiều nay ngày 18 tháng 10, thành phố Đà Nẵng khai trương các đường bay mới Đà Nẵng, New Delhi và Đà Nẵng, Mumbai, Ấn Độ tại ga đi quốc tế sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đến dự có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn. Đường bay Mumbai Đà Nẵng được Vietjet Air khai thác với tần suất 3 chuyến một tuần vào thứ Hai, thứ Sáu và đường bay New Delhi ở Đà Nẵng với tần suất 4 chuyến bay trên một tuần vào thứ Ba, năm, bảy, Chủ nhật. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn biểu dương các sở ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã nỗ lực tổ chức thành công nhiều sự kiện với quy mô quốc tế, đồng thời tập trung xúc tiến các thị trường quốc tế trọng điểm để khôi phục các đường bay quốc tế và xúc tiến các thị trường khách mới tiềm năng. Sự kiện khai trương hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong tăng trưởng lượng khách quốc tế nói chung và khách Ấn Độ nói riêng đến Đà Nẵng. Thị trường Ấn Độ đang được các nước Đông Nam Á hướng đến là thị trường khách quốc tế hàng đầu. Tiềm năng du lịch của Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung rất thích hợp với thị hiếu của khách du khách Ấn Độ. Với bờ biển đẹp cùng các khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng như các sản phẩm du lịch ngày càng được hoàn thiện và hấp dẫn, những năm gần đây du khách Ấn Độ dần biết đến thành phố biển Đà Nẵng như thiên đường cho các chuyến du lịch cao cấp và là nơi tổ chức các đám cưới của các tỷ phú Ấn Độ, và chúc đường bay Đà Nẵng Mumbai, Đà Nẵng New Delhi hiệu quả, thành công. Chuyến bay số hiệu VJ984 khởi hành từ Mumbai lúc 23:30 ngày 17 tháng 10 đã hạ cánh Đà Nẵng lúc 6:10 ngày 18 tháng 10 năm 2022. Cùng khung giờ bay 23:30, chuyến bay số hiệu VJ830 sẽ khởi hành từ New Delhi từ ngày 18 tháng 10 và hạ cánh tại Đà Nẵng vào lúc 5:40 ngày tiếp theo. Đây là hai chuyến bay đầu tiên đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc kết nối Đà Nẵng.